Bộ Y tế Thái Lan cho biết, ít nhất 61 người chết vì nắng nóng trong 4 tháng đầu năm 2024, nhiều hơn của cả năm 2023. Trong đó gần một nửa số nạn nhân ở khu vực Đông Bắc và hầu hết đều là người cao tuổi, nông dân, lao động chân tay. Nam giới tử vong nhiều hơn ở nữ giới. Các yếu tố nguy cơ tử vong do say nắng là uống nhiều rượu 62,1%, người mắc bệnh nền 49,2% và người làm việc ngoài trời 27,6%. Trong bối cảnh làn sóng nhiệt bao trùm Thái Lan nhiều tuần qua, với đỉnh điểm nhiệt độ lên tới 44,6 độ C ở một số vùng, Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo người dân tránh mọi hoạt động dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều.